Vừa qua, xảy ra một vụ việc chiếm đoạt tài sản tại Hà Nội đã được xét xử và thu hút nhiều sự quan tâm từ dư luận. Vụ án không chỉ được nhiều người biết đến bởi giá trị hàng tỷ đồng mà còn vì mối quan hệ giữa bị cáo với nạn nhân. Được biết, nạn nhân của vụ án là một cô giáo già, năm nay đã 83 tuổi, còn bị cáo chính là học trò cũ do chính bà dạy dỗ, yêu thương và coi như người trong gia đình. Được biết, gia đình bà T là cô giáo già gồm 5 người, cùng sống trên tầng 2 của một căn nhà ở phố Cầu Gỗ. Vào 5 năm trước, bà có bệnh ở chân, không thể leo cầu thang nên gia đình đã quyết định bán nhà và chuyển nơi ở. Cũng vào lúc này, mẹ con chị G xuất hiện. Biết chuyện bà bán được nhà, họ đã khuyên bà gửi tiền tiết kiệm bởi chị G hiện đang làm giám đốc ngân hàng được trả lãi tiết kiệm rất cao. Tin tưởng hai mẹ con, bà T đã đưa cả tiền bán nhà trị giá 3,5 tỷ đồng cùng 100 triệu đồng tiền tiết kiệm cho chị G. Cô con gái này đã để bà T ký 5 hợp đồng tại nhà và trả lãi đúng hạn được một vài tháng đầu. Thấy GG cắt đứt mọi liên lạc, đến nhà không có ai, bà vẫn nghĩ nó là học trò mình, đời nào nó lừa mình. Nhưng rồi do học trò cũ biệt tích quá lâu, bà T phải lên công ty G làm việc, để rồi nhận được câu trả lời là không có bất kỳ khoản tiền gửi nào có tên bà. Lúc bấy giờ, bà mới biết toàn bộ số tiền của mình đã bị G chiếm đoạt. Không chỉ bà T rơi vào cái bẫy của G, mà cô còn sử dụng chiêu trò cũng như lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của một người bạn quen biết đã 16 năm và một người khác nữa. Tổng số tài sản mà G chiếm đoạt của hai người lên tới 21 tỷ đồng. Tại phiên tòa, chị G cho biết mình đã sử dụng tất cả 24,5 tỷ đồng của ba nạn nhân để đầu tư chứng khoán, nhưng đều thua lỗ sạch. Bà T khóc tại phiên tòa, mong được trả lại số tiền của mình, nhưng chị G chỉ biết im lặng. Với những tội danh của mình, chị G có thể phải nhận mức án chung thân, thế nhưng chính bà T lại là người đứng ra xin giảm án cho bị cáo. Chị G bị kết án 17 năm tù giam.